Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tiếp diễn các hành động gây căng thẳng và quay lại đối thoại sau khi quân đội Triều Tiên vào ngày 5 tháng 1 đã nã hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên và Bình Nhưỡng cần tham gia vào các hoạt động thảo luận thực chất về xác định cách thức quản lý rủi ro quân sự và kiến tạo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ông Miller cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc và các đồng minh để giải quyết các thách thức ở khu vực trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo vào vùng biển gần đường giới hạn phía Bắc, khiến Hàn Quốc phải sơ tán người dân tại hai đảo Yeonpyeong và Baekhyeong vào sáng ngày 5 tháng 1. Quân đội Hàn Quốc cùng ngày cũng đã tổ chức ngay cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo biên giới sau động thái của Triều Tiên. Liên quan tới căng thẳng tại Trung Quốc, ngày 5 tháng 1, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra tại giải Gaza, cũng như những thách thức đối với sứ mệnh nhân đạo tại giải đất này sau 3 tháng bùng phát cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Theo thông cáo của Liên Hợp Quốc, Gaza đã trở thành vùng đất không thể sinh sống được và người dân đang phải đối mặt với các mối đe dọa tính mạng hàng ngày. Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Hamas tuân thủ các trách nhiệm và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế về bảo vệ dân thường, đồng thời nhấn mạnh hiện nay các tổ chức nhân đạo không thể thực hiện được sứ mệnh hỗ trợ hơn 2 triệu người dân tại giải Gaza bởi rất nhiều thách thức về an ninh, thông tin liên lạc, giao thông gián đoạn và thiếu thốn hàng hóa thiết yếu. Cũng theo thông cáo, nạn đói đang xảy ra tràn lan ở Gaza và bệnh truyền nhiễm lây lan ở các khu lưu trú. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế sử dụng mọi ảnh hưởng có thể để chấm dứt giao tranh, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của dân thường và phóng thích tất cả các con tin. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính, kể từ khi giao tranh bùng phát, các bệnh viện và cơ sở y tế tại Gaza đã bị tấn công gần 600 lần, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người và gần 800 người khác bị thương. Những bệnh viện còn lại hiện đang hoạt động cầm chừng với vật tư y tế khan hiếm, trong khi hàng cứu trợ và tiếp tế không đủ đáp ứng nhu cầu chữa trị hàng ngày. Trong khi đó, Pháp và Jordani đã phối hợp thả 7 tấn hàng viện trợ từ máy bay cho dân thường và đội ngũ nhân viên cứu trợ ở giải Gaza trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn tại vùng đất này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 5 tháng 1 đã xác nhận thông tin này. Trong bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron nhận định sau 3 tháng xung đột, tình hình nhân đạo ở Gaza vẫn còn nghiêm trọng. Theo ông Macron, Pháp và Jordani mỗi nước cử một máy bay vận tải C-130 cùng với các phi hành đoàn hỗn hợp hai nước mang theo tổng cộng 7 tấn hàng viện trợ nhân đạo và y tế. Các kiện hàng của Pháp và Jordani đều được trang bị hệ thống dẫn đường từ xa để đảm bảo hàng viện trợ tới được bệnh viện dã chiến của Jordani đang hoạt động ở giải Gaza. Điện Élysée cho biết hoạt động cực kỳ phức tạp này diễn ra vào cuối ngày 4 tháng 1 nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa quân đội Pháp và Jordani, tuy nhiên không đề cập đến khả năng liệu có tiếp tục thực hiện hình thức thả hàng viện trợ từ máy bay hay không. Trước đó, Jordani đã từng thực hiện việc thả hàng viện trợ theo hình thức này, còn đây là lần đầu tiên Paris tham gia trực tiếp một chiến dịch như vậy, dù đã viện trợ 1.000 tấn hàng cho Gaza bằng đường bộ. Cũng trong ngày 5 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ tư của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát. Dự kiến trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình Gaza. Hai bên cũng sẽ thương thảo về những bước cuối cùng để Ankara phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới Hy Lạp để bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề an ninh hàng hải khu vực. Tiếp đó, ông tới thăm 5 nước Ả Rập gồm Jordan, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út, Ai Cập trước khi đến Israel và bờ Tây. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cảnh sát Bangladesh cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi một đoàn tàu hỏa chở khách đã bốc cháy trong ngày 5 tháng 1. Vụ việc được cho là hành động cố ý gây bất ổn trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 1 tới. Theo lực lượng cứu hỏa, 4 toa của tàu Benapo Express đã bốc cháy tại khu vực Gopipa, cách ga chính ở thủ đô Dhaka không xa.
khi tàu này đang trên đường từ thành phố Cheshaw, miền Bắc Bangladesh đến thủ đô Dhaka. Trên tàu này có một số công dân Ấn Độ. Hàng trăm người đã tham gia giải cứu hành khách khỏi đoàn tàu đang bốc cháy. Cảnh sát nghi ngờ vụ cháy là hành động phá hoại nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 1 và quân đội nước này đã được triển khai trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện. Các chốt kiểm soát tạm thời được thiết lập ở khắp thủ đô Dhaka. Hải quân Ấn Độ vào ngày 5 tháng 1 đã sơ tán an toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu treo cờ Liberia bị cướp ở ngoài khơi bờ biển Somali vào hôm 4 tháng 1. Trong tuyên bố, Hải quân Ấn Độ cho biết đã phản ứng nhanh chóng trước âm mưu cướp tàu MV Lila Norfolk ở biển Bắc Ả Rập. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 15 công dân Ấn Độ, đã được sơ tán an toàn và hiện chưa phát hiện bất kỳ đối tượng cướp biển nào. Trước đó, tối 4 tháng 1, Hải quân Ấn Độ đã nhận được thông tin về việc có 5-6 đối tượng lạ mặt có vũ trang đã xông lên tàu vào tối 4 tháng 1 theo giờ địa phương. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã chỉ thị các tàu chiến đang hoạt động ở biển Ả Rập thực hiện hành động dứt khoát để chống cướp biển. Hiện tàu chiến INS Chennai của Ấn Độ đang hỗ trợ tàu MV Lila Norfolk khôi phục hệ thống phát điện và động cơ, vệ sinh tàu, giúp con tàu này tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo. Ngày 5 tháng 1, Bolivia thông báo vừa thu giữ gần 9 tấn cocaine, ước tính có giá hơn 200 triệu đô la Mỹ trên chợ đen. Đây là số lượng cocaine kỷ lục từng bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét ma túy tại quốc gia Nam Mỹ này. Nhà chức trách Bolivia cho biết lượng ma túy được giấu trong các tấm gỗ lát sàn và được chất đầy trong một chiếc xe tải chở hàng. Theo điều tra, lượng ma túy này sẽ được chuyển đến Hà Lan, nơi nó có thể được tiêu thụ với giá gấp đôi. Chuyến hàng mà tổ chức tội phạm này định vận chuyển có khối lượng lên tới hơn 22 tấn, với khoảng 8,8 tấn ma túy được giấu trong các tấm ván gỗ. Nếu chuyến hàng này chót lọt được đến Hà Lan, giá của nó sẽ tăng gấp đôi, lên tới gần 530 triệu đô la Mỹ. Đây là lần thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử của Bolivia. Cũng trong chiến dịch này, cảnh sát Bolivia đã bắt giữ 4 nghi phạm buôn bán ma túy trong 9 lần đột kích. Mamani, que sería el conductor del camión. Tiếp sau mưa lũ do tác động của bão Hen, ngày hôm qua nhà chức trách Anh đã phát cảnh báo vàng về thời tiết giá lạnh trên toàn quốc với nhiệt độ có thể xuống mức âm trong tuần tới. Theo cảnh báo của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, bắt đầu từ sáng nay cho tới ngày 12 tháng 1, nhiệt độ có thể xuống mức âm 4 độ C ở Tây Nam England vào tối cùng ngày và âm 6 độ C vào ngày mai ở một số khu vực dọc biên giới xứ Wales và miền Tây Trung England. Cảnh báo thời tiết lạnh được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm cảnh báo khác về lũ lụt vẫn đang có hiệu lực khi người dân tại hơn 1.000 ngôi nhà ở England phải sơ tán do mưa lớn. Hiện ngập lụt lớn vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay ở khắp các khu vực thuộc vùng trung du trên sông Trent và ở Gloucester thuộc Tây Nam England. Một số sông bị vỡ bờ như sông Trent, sông Severn, trong khi nước tại sông Thames tiếp tục dâng cao. Mưa lớn khiến dịch vụ trên nhiều tuyến đường sắt tại Anh phải hoãn hoặc hủy chuyến. Các nhà khoa học Mexico đang trong quy trình để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa 5 robot tự hành do nước này tự sản xuất lên mặt trăng vào ngày 8 tháng 1 tới. Các robot sẽ có sứ mệnh đo đạc và lấy mẫu đất đá trên bề mặt của mặt trăng. Qua đó đưa Mexico trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử có đủ năng lực để tự thiết kế và sản xuất các thiết bị thăm dò vũ trụ. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Với thiết kế hình tròn có đường kính 12 cm và chỉ nặng 57 gram, các robot tự hành do các nhà khoa học và 250 sinh viên Đại học Tự trị Quốc gia Mexico UNAM thiết kế và sản xuất với sự cộng tác của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Giáo sư Gustavo Medani Tanco, người đứng đầu dự án, cho biết các robot tự hành được thiết kế mô phỏng theo tập tính của loài ong, bao gồm khả năng cơ động cao, linh hoạt, sức bền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua khả năng tự kết nối với nhau và nhận lệnh từ trạm điều khiển đặt tại trái đất. Các robot được tích hợp hệ thống pin quang năng, có thể hoạt động liên tục trên mặt trăng mà không cần dừng lại để nạp năng lượng. Hiện, cả 5 robot đều đã vượt qua hàng chục bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền cơ học, khả năng chống chịu nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường trên không trước khi được NASA chấp thuận cho tham gia chương trình Artemis đưa tàu vũ trụ của Mỹ quay lại mặt trăng sau 50 năm. Dự kiến,
các robot sẽ được tàu vũ trụ Pellegrine của NASA đưa lên mặt trăng từ sân bay vũ trụ Canaveral ở bang Florida vào 2 giờ sáng ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương. Tàu vũ trụ Pellegrine sẽ bay vào quỹ đạo mặt trăng và hạ cánh xuống hành tinh này sau khoảng 45 cho đến 60 ngày. Đối với tín đồ Cơ Đốc giáo, lễ hiển linh đánh dấu sự kiện ba đạo sĩ hay ba vua hoặc ba nhà thông thái tìm thấy Chúa Giêsu trong ngôi nhà ở Bethlehem. Tại Tây Ban Nha, trước thềm lễ hiển linh đã diễn ra lễ diễu hành ba vua, nghi lễ mà trẻ em còn háo hức mong đợi hơn cả Giáng sinh. Lễ diễu hành tái hiện lại cuộc viếng thăm của ba vị vua. Theo tín ngưỡng, ba vua sẽ được hàng trăm nhân vật tháp tùng đi phát quà cho trẻ em trên đại lộ chính của thủ đô Madrid. Hàng nghìn trẻ em đã xuống đường để ngóng chờ nhận kẹo và mỗi đứa trẻ đều cầm sẵn một chiếc túi để đựng quà. Ba vua sẽ ban cho em lọ nước hoa màu xanh của Aitana và rất nhiều quà tặng khác. Em nghĩ là mình đã hơi quá tuổi rồi, nhưng em vẫn xin bộ đồ chơi nhà bếp vì em thích nó lắm. Trước đây, lễ diễu hành được tổ chức hoành tráng hơn nhiều, tuy vậy năm nay mọi thứ vẫn đẹp và vẫn rất truyền thống. Mặc dù ông già Noel cũng bắt đầu phổ biến tại Tây Ban Nha, tuy nhiên hình tượng ba vua vẫn được trẻ em tại quốc gia Nam Âu này mong chờ nhất trong năm.